toàn thể quý vị khán giả đang quan tâm theo dõi kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay trong chuyên mục Talk Show trò chuyện cùng chuyên gia, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vị khách rất đặc biệt, đó chính là anh Võ Xuân Phong, trưởng phòng điện nước công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mark Home. Và ngày hôm nay khi đến trường quay thì anh sẽ chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả các những lưu ý khi mà chúng ta thiết kế và thi công về quá trình điện nước trong một ngôi nhà. Và xin chào anh Phong ạ. Ngày hôm nay thì khi mà đến với trường quay thì anh có thể là giới thiệu cho Ngọc Huyền cũng như tất cả quý vị khán giả được biết về đôi nét về bản thân mình được không ạ? Chào Ngọc Huyền và quý vị khán giả của Mark Home. Mình tên là Phong. Hiện tại thì là mình đang làm trưởng phòng điện nước của công ty kiến trúc cổ phần xây dựng Mark Home. Hiện nay thì mình có 8 năm kinh nghiệm về thiết kế và thi công điện nước của nhà dân cũng như là biệt thự. Dạ vâng ạ. Vậy thì ngày hôm nay thì Ngọc Huyền có một câu hỏi cần thắc mắc, đó chính là tại sao mà chúng ta cần phải có một bản vẽ thiết kế về điện nước trước khi mà chúng ta bắt đầu thi công ạ? Tại sao để có một cái bản vẽ? Bởi vì là điện nước là một phần rất là quan trọng, nó liên quan mật thiết đối với là kiến trúc cũng như là nội thất, kết cấu, nên là mình phải phối hợp những cái bộ môn nó liên quan với nhau một cách nhuần nhuyễn nhất thì mới các bác thợ mới triển khai được một ngôi nhà. Thứ hai nữa là mỗi gia đình thì là sẽ có một mặt bằng công năng nó khác nhau, dẫn đến là nhu cầu sử dụng của các thiết bị điện cũng như là nước khác nhau, dẫn đến cái tiết diện sau này mình sẽ chọn cái tiết diện của cái dây điện cũng như là automat nó khác nhau. Đấy. Cùng có một nguyên nhân nữa là nếu mà mình có bạn thiết kế điện ấy, thì sau này gia đình mình có sự cố hỏng hóc thì mình có thể là lật lại cái bản vẽ đấy, thì mình sẽ tìm lại đã được những cái sơ đồ đi giấy này, thì mình có đục đèo thì mình sẽ tránh được những cái đường dây điện đấy. Vâng ạ, vậy thì thông qua những chia sẻ vừa rồi của anh thì có thể thấy là cái bản vẽ thiết kế về điện nước có một cái vai trò rất là quan trọng đúng không ạ? Vậy thì anh có thể là chia sẻ cho Ngọc Huyền cũng tất cả quý vị khán giả được biết là trong cái quá trình mà mình thiết kế và thi công lắp đặt điện nước trong ngôi nhà thì có những cái lưu ý gì cần đặc biệt không ạ? Về hạng mục thiết kế ấy, thì là mình phải thiết kế một cách nó hài hòa nhất từ vị trí của công tắc này, vị trí của ổ cắm này, cũng như là bố trí chiếu sáng một cách hợp lý nhất. Còn về thi công ấy, thì là đầu tiên thì các đội thợ điện nước trước khi thi công thì phải xem tổng thể tất cả các bản vẽ từ kiến trúc kết cấu điện nước. Sau đấy thì là các bác điện nước mới đi sâu vào cái quy trình thi công sao cho nó đúng với là cái bản vẽ thiết kế điện nước. Thứ hai nữa là trong cái thi công ấy thì là mình phải đảm bảo được yếu tố kỹ thuật, thi công nó phải đúng chuẩn theo cái yêu cầu. Ví dụ như là các mối nối của phần nước này thì phải đảm bảo cho nó chắc nhất. Đấy, còn về phần điện thì là mình tránh đục đèo qua những cái vị trí giống như là dầm, cột cũng như là sàn. Vâng ạ, vậy thì anh có thể chia sẻ một chút là cái quy trình thiết kế và lắp đặt điện nước của Mark Home thì có gì đặc biệt hơn so với các đơn vị khác trên thị trường không ạ? Điều đặc biệt mà Mark Home mang lại cho khách hàng đấy là quy trình khảo sát. Ở đây chúng tôi khảo sát một cách rất là kỹ, từ là nguồn cấp điện vào nó ở đâu so với công trình này, đường cấp nước cũng như là thoát nước nó nằm ở vị trí nào. Đấy. Và chúng tôi thì sau khi mà thu thập thông tin về thì các bạn kỹ sư bên tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong cái quá trình thiết kế cũng như là thi công điện nước sẽ tư vấn cho chủ nhà một cách chú đáo nhất. Trong cái quá trình mà khách hàng thi công ấy thì chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng bằng cách là cử kỹ thuật có chuyên môn về điện nước để về khảo sát cũng như là tư vấn giám sát cái quá trình lắp đặt của cái bộ phận điện nước xem ra đúng với là cái bản vẽ chưa. Trong quá trình sử dụng nếu quý vị có vấn đề về phần điện nước hỏng hóc thì có thể là phản ánh qua chúng tôi thông qua số hotline, thì chúng tôi sẽ có bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ hỗ trợ cho quý vị 24/24.
Vâng ạ, xin cảm ơn anh Phong đã đến với buổi talk show ngày hôm nay ạ. Và quý vị thân mến, và sau những cái chia sẻ của anh Phong vừa rồi thì hy vọng rằng quý vị có thể hiểu thêm về cách thiết kế cũng như là lắp đặt điện nước cho chính ngôi nhà của riêng mình. Và nếu như quý vị có vấn đề gì thắc mắc thì hãy nhanh chóng là gửi comment ngay dưới video này. Các đội ngũ kiến trúc sư của chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lời quý vị trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.